Nguyên chào chú nha. Chào Thành Nguyên, gia đình Thành Nguyên gặp nhiều hạnh phúc. Chào hậu đồng mạng, bà con, cô bác, anh chị em gặp nhiều may mắn. Giúp đỡ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Như tôi, vợ đã mất từ lâu rồi. Vợ chú mất à? Ngày hôm nay chú đến từ đâu chú ạ? Chú đến từ Định Quán, Đồng Nai. Định Quán, Đồng Nai à? Vâng, vậy là từ Đồng Nai là mình đi về đây là lúc mấy giờ hả chú? 2 giờ. 2 giờ sáng. 2 giờ sáng. Vâng. Với chặng đường khá là xa, cùng với cái sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc chú thật là nhiều may mắn trong công cuộc đi tìm ý trung nhân ha. Rồi, chú giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Bản thân anh sống ở Hòa Đồng. Dạ, họ tên ạ. Họ Lê Hồng Dương. Sinh năm 19... Lê Hồng Dương ạ. Lê Hồng Dương. Dạ, Lê Hồng Dương. Sinh năm 1964. 1964 ha. Dạ. Là coi như là 58 tuổi. 58 tuổi. Thôi kêu bằng anh đi. Dạ, gọi bằng anh cho trẻ ha. Cho anh trẻ. Dạ, công việc của anh Dương là hiện tại là anh đang làm gì? Anh hiện tại giờ anh hưu trí. Hưu trí à? Hưu trí giờ đang ở với con gái. Vâng. Thế là trước đây là anh Dương là làm công việc gì ra? Trước đây hồi nhỏ à? Không, cái khi mà trước khi nghỉ hưu á. Trước khi nghỉ hưu là công nhân cao su. À, công nhân bên cao su à? Còn bây giờ nghỉ thì về chơi vậy thôi chứ đâu có làm gì đâu đúng không? Giờ nghỉ hưu giờ không có làm gì nữa ha. Dạ. Ở nhà với con gái, chở cháu đi học rồi vậy thôi. À, thế à? Vâng, rồi cái mức thu nhập bình quân thì như nào ạ? Thu nhập chú hàng tháng là 5 triệu. 5 triệu tháng. À, vậy là bây giờ anh Dương là đang ở với con, đang ở với con gái. Làm nhà giờ ở với con gái. Vâng. Rồi Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho Thành Nguyên biết được về cái tình trạng hôn nhân, rồi điều kiện như nào. À, trong khoảng thời gian mà vợ mất cho đến bây giờ thì anh Dương có tìm hiểu thêm ai nữa không? Chưa tìm hiểu ai, lo cho con không? Lo cho con cái thành đạt xong rồi bây giờ mới tính đến phần của mình ha. Bây giờ mình hai đứa con. Hai đứa trai con. Cũng làm nhà cho nó xong rồi nó bán nó đi theo với vợ. Ồ vậy hả? Bởi vì người ta nói nhất vợ nhị trời mà. Nay hơn giờ mình cũng làm nhà cho con gái hay ở chung với con gái. Nhà cửa cũng làm ngon lành lắm, vợ với con gái. Dạ. Nếu mà có em nào mà muốn gặp anh thì muốn ở chung cũng được, mà không ở chung cũng được. Bởi anh còn có lô đất nữa. Nên còn có lô đất kế bên à? Dạ. Ở kế bên á để em dưỡng già mà. Vâng, muốn thì về bên đó cất nhà ở riêng đúng không? Nếu bên kia có điều kiện mình về bên kia sống cũng được không? Có gì đó. Vâng. Khi anh Dương đi đến đây thì chắc là con cháu của anh cũng như người thân vẫn biết và ủng hộ anh chứ là? Biết, chỉ có bà chị gái thường thường hay kêu bà chị mẹ bị sống bà từ nhỏ rồi. Vâng. Cứ vợ bà không lâu luôn thì ra kêu bà chị mẹ. À vậy hả? Dạ. Hồi nãy bà mới điện mà hỏi đi tới chưa đó. Bà lo lắm, bà thương, bà lo. Thì Dương biết đến kênh của Thành Nguyên là được bao lâu rồi? Biết chắc 6-7 tháng gì rồi. 6-7 tháng rồi. À, rồi cứ xem vậy thôi, nhưng mà hôm nay mới quyết định là lấy hết can đảm để đi đấy hả? Can đảm mới đi, để điện hoài không được, thấy vậy thôi. Rồi con gái mình nó sanh ngày mai đến đầy tháng nè. Thành ra thôi để cho nó qua đi rồi mới điện. Dạ. Chứ phải biết điện thoại thường là được rồi. Phải chạy đi mua điện thoại kia, điện bây giờ điện thoại kia mang theo chưa có cái số nào trong đó, không biết xài đâu. Điện không có được. Là điện cho Thành Nguyên đó hả? À. À, có nhiều khi Thành Nguyên bận công việc đó thì mình cứ điện lại thôi. Đâu điện, anh điện điện thoại thường thì được. Dạ. Cái ông điện thoại kia mình qua mạng nên nó không được. Dạ đúng rồi. Điện thoại bên Zalo thì Thành Nguyên khuyến cáo luôn là Thành Nguyên không có xài ở bên đó nha. Bởi vì cái thứ nhất là bên đó mạng nó yếu, nó cài giật Thành Nguyên làm việc không được. Với lại là mọi người khi mà bàn bạc về cái việc quan trọng thì mình cứ gọi thẳng chứ đừng có gọi qua Zalo. Dạ. Rồi ok, thì ngày hôm nay thì anh Lê Hồng Dương mong muốn bày tỏ đến ý trung nhân của mình như nào nữa. Tính tìm người dần già rồi, lớn tuổi rồi. Thành ra mình cũng chả có nói chi nhiều. Vâng. Cái độ tuổi thì anh mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Từ bằng tuổi mình trở xuống thôi. Bằng tuổi mình trở xuống, cỡ 48 trở lên. Khoảng 48 trở lên.
đến năm 8. Năm 8. Dạ, trong khoảng xê xịch khoảng 10 tuổi về đó ha. Rồi. Về ngoại hình, về điều kiện, về công việc của các cô thì anh mong muốn sao? Các cô hàng có thì cũng được mà không có cũng được, không sao? Về sống. Các cô tuy, có cũng được, không có cũng tuy được. Cái đồng tiền lương hưu mình nó thấp cũng thấp chứ người ta thường nói là mình khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm mà. Dạ. Rồi, ok, như thế thì dễ rồi. Trong cuộc sống của anh thì anh có hay rượu chè cờ bạc rồi cá độ này kia cái nọ không? Chỉ rượu làm chút chút mình người nó đỏ lên vậy lắm. À vậy ha. Đi uống có công có việc gì ha, hầu đó làm việc uống với bạn bè ha, uống với cán bộ rồi đại hậu rồi. Dạ. Là uống thiếu là lo giọt vậy. À. Người nó đỏ. Có nghĩa là có uống nhưng mà uống không. Mà uống không có được nhiều. Dạ dạ dạ. Vâng. À, anh chia sẻ thêm cái điểm mạnh và điểm yếu anh cho Thành Nguyên nghe nào. Anh hiền thiệt thà. Thành ra giờ cũng muốn kiếm người hiền chứ. Cái thứ hai nữa, người đàn bà phải khoáng khiến nhà cửa. Dạ. Sạch sẽ chút. Dạ. Bây giờ anh cũng không phải là anh sạch sẽ mà điều cũng được 70-80%. Anh sống vì nội trợ nhiều lắm. Dạ. Hầu nói sống vợ đồ còn anh hay làm phụ vợ lắm. Không có khi nào mà làm cái gì để cho vợ làm mình. Còn điểm yếu của anh mình thấy ra tạo tạo ra hai chảy nước mắt đó. À vậy ha. Là cũng hay mùi lòng đó ha. Dạ. Sau này mà kết nối thành công thì là sẽ tính về bên đó cũng được mà về bên anh cũng được. Tùy vào cái điều kiện bên nào tốt đúng không ạ? Vâng, thế thì dễ rồi. Trường hợp như mà các cô mà đang vướng bận con cái thì đối với anh nấu anh không vướng mắt gì hả? Không có đặt thành vấn đề đúng không ạ? Bây giờ anh ít con ít cháu rồi. Vâng. Ra giờ mình tìm người đó giờ có cũng được không? Dạ. Yeah. Ăn thua mình đấu xử. Vâng vâng. Sống mình thương nó thì nó phải thương lợi mình thôi. Đó là chuyện rõ ràng rồi. Dạ. Yeah. Trên kênh của Thành Nguyên thì cũng có rất là nhiều cô. Trong khoảng thời gian trước đây lên kênh thì rất là dễ thương luôn. Cũng có những cái mong muốn gần giống như anh vậy đó. Yeah. Nhưng mà có một số lý do giống như người ta chưa có tìm được ý trung nhân phù hợp đó, chưa có đủ duyên đó. Thì tới nay người ta vẫn ở không vậy. Thì anh Dương về thì xem lại xem có cô nào đó phù hợp với anh ấy, thì anh cứ gọi cho em để em gửi số qua. Còn nếu như sau chương trình ngày hôm nay mà có cô nào đó mà đồng cảm với anh mà muốn kết nối với anh thì em sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Ở đây có bà chị bà coi bà nói có được hai cô này. Hai cô à? Ừ, nói có hai cô nếu em đi trong đó nói Thành Nguyên. Dạ anh cứ nói lên. Anh không có thấy đường. Không có thấy đường à? Trời. Đi có ý kiến quên mẹ nó anh rớt đâu rồi không biết. Theo như Thành Nguyên thấy đây đó thì có hai tên là Nguyễn Thị Hồng Thu và Nguyễn Thanh Xuân. Dạ. Vậy là khi mà ghi ra cái giấy này là bà chị của anh xem à? À. Rồi xui anh đi. Chứ anh không có thương à? Đâu thương chứ. Thương mình mới đi mà. Còn không thương đi chi. Ý là anh phải xem, phải thương người ta thì anh mới... Xem mình thấy cái này mình thấy cũng được. Dạ cũng được. Mà bà chị bà đốc bà kêu thôi em đi đi. Là có nghĩa rằng là bà chị bà xem đầu tiên. Rồi sau đó mới nói anh xem. À. Xem xong rồi thấy có cảm tình rồi mới bước đi đến đây đó ha. Thấy cũng tạo cuộc sống người ta cũng được chứ không có đến đầu. Dạ. Mà cuộc sống họ có cỡ nào cỡ mình cũng phải lo thôi. Nếu mà về sống đầu áp tay gấu thì mình phải chịu trách nhiệm y như vợ mình không. Dạ. Trước. Hiện tại thì em thấy hai tên là chị Nguyễn Thị Hồng Thu và chị Nguyễn Thanh Xuân. Thì cái người nào là anh ưu tiên hay là cả hai người? Người Hồng Thu á. Chị Hồng Thu đúng không? Cái người Hồng Thu ở thành phố á. Dạ. Là Nguyễn Thị Hồng Thu. Còn Sân này ở Củ Chi cũng cùng quê với anh. Dạ. Nếu để đó coi không bên đây không được, mình quen về bên kia vậy thôi. Anh nói như thế sợ người ta có buồn không? Bởi vì là đầu tiên là mình cứ quen một người thôi.
Nếu mà bên đây mà không được nữa, mới nào mình mới nói Thành Nguyên, mình quen bên kia vậy đó. Chứ mình không có quen được một lúc. Cái đó là không có được. Theo mình nghĩ vậy thôi. Không nên. Em phân tích một chút xíu nha. Khi mà ghi ra hai tên này á, thì nó cũng sẽ có cái hay, cũng có cái không hay. Em phân tích cái hay ở cái chỗ là khi mà đi ghi hình đây á, thì mình chỉ ghi hình có một lần thôi. Cho nên là cái cơ hội để mình mà bày tỏ á, thì là cũng không có được nhiều. Cho nên là khi mà mình thương ai đó thì em vẫn hiểu rằng là anh mong muốn sẽ mình nói ra cái tâm tư của mình. Nhưng mà cái mà nó hơi bất cập ở cái chỗ là khi mà mình nói ra nhiều người quá thì đôi khi người ta sẽ tự ái. Người ta cứ nghĩ rằng người ta giống như một cái món đồ để cho mình chọn vậy đó. Anh hiểu ý em nói không ạ? Đấy, thì cũng có thể là sẽ được mà cũng có thể là không. Cho nên là khi mọi người mà bày tỏ đến ai đó thì mình hãy nghiên cứu cho kỹ nha. Bà chị bà cũng nói, nếu mà mình đưa lên một lần, mình quen một lần, cái đó cũng như y như mình bắt cá hai tay rồi. Dạ. Không nên được. Mình ra biết hai người vậy thôi. Dạ, dạ. Còn anh chọn, bên kia, chị bà nói vậy thôi, thì ăn thua mình chọn. Thì dạ, anh dạ, chọn dạ. Không thua. Rồi, ok anh. Thì cái tâm tư nguyện vọng của anh như thế nào thì em cứ hỏi rồi anh cứ bày tỏ thôi. Còn cái chuyện cái duyên cái số thì mình cứ tùy duyên ha. Cuối chương trình, anh Dương có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các cô cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nữa. Anh không có biết nói gì đâu. Không biết nói gì hả? Thì nói một vài điều gì đó cho các cô yên tâm vào bản thân anh. Nếu người nào mà thương anh thì anh cũng sẵn sàng, anh lo cũng như người vợ quá cố của anh vậy thôi. Dạ, vậy thì rồi sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho chị Nguyễn Thị Hồng Thu. Nếu như không đủ duyên thì anh sẽ gửi thông điệp đó đến cho chị Nguyễn Thanh Xuân. Rồi nếu như không đủ duyên nữa thì cứ tùy duyên. Cô nào đó mà thấy anh mình dễ thương dễ mến, thấy phù hợp đó, thì lúc đó Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Dạ. Rồi em cũng chúc cho anh Dương thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Cảm ơn. Rồi chúc cho anh trên đường về và thật bình an nha. Dạ.